Tôi cũng không biết năng lực đặc biệt của mình tại sao tự nhiên lại xuất hiện. Tôi cứ cho là không biết có phải là do trên đó cho tôi không. Nếu không phải bà nghĩ coi trên thế gian này ngoại trừ việc có phép lạ xảy ra thì bà làm sao giải thích được hiện tượng tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Bà nói tôi nghe thử coi có phải vậy không hả? Bác gái à, anh ấy nói như vậy cũng rất là có lý. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là năng lực đặc biệt đó có phải là thiên tuế gia cho anh ấy không, mà là tại sao có khi phát huy năng lực được, có khi lại không được. Vậy bây giờ phải làm sao? Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ làm một cuộc thí nghiệm từng đợt coi thử coi. Coi anh ấy rốt cuộc là vào những nơi nào, vào thời điểm nào, gặp người như thế nào mới hiệu nghiệm. Tới lúc đó mình sẽ biết được là nguyên nhân như thế nào anh ấy không nghe được. Nhìn gì vậy? Muốn thí nghiệm thì thí nghiệm đi, tôi cũng không biết nguyên nhân đâu à. Giờ đã 20 mấy người rồi, chắc là đã đủ. Đương nhiên là chưa đủ. Trên đời có 100 loại người, già trẻ, trai gái, sĩ nông công thương, nhiều như vậy. Tài liệu đương nhiên là phải nhiều rồi. Như vậy mới có thể biết loại nào hiệu nghiệm, loại nào vô hiệu. Cô nói như vậy cũng đúng. Phải bóc thuốc đúng bệnh mới có cách tăng thêm công lực cho cậu ta. Phải. Bây giờ chỉ mới có 20 mấy người thôi, ít nhất là phải 100 người. Tôi thì không sao rồi, chỉ sợ Thủy không, cậu ấy cứ chạy tới chạy lui như vậy, lên cơn hen suyễn phải làm sao. Như vậy thì biết phải làm sao. Tôi cứ chạy tới chạy lui như vậy, chạy tới chạy lui 10 mấy lần rồi, một đám toàn đàn ông làm sao có thể nghe được nỗi lòng của họ. Thôi dẹp đi, mệt quá, nghỉ đi. Xin lỗi nha. Nhẫn nại một chút đi ha. Bây giờ đang tiến hành rất thuận lợi, ráng nhẫn nại đi ha. Tiếp tục đi ha, nếu lỡ như á cậu có ngất xỉu, chúng tôi sẽ lập tức đưa cậu tới bệnh viện. À không, ý tôi là tôi sẽ bảo vệ cậu. Phía sau mình có ông chú kỳ lạ cứ đi theo hoài à. Người đẹp quá không biết làm sao, mỗi ngày phải đối diện với nhiều sự quấy rối mà vẫn phải giả vờ không biết à. Thật là muốn chửi ghê, tránh ra đi. Cô ta nói tôi là ông chú kỳ lạ quấy nhiễu cổ. Kìa. Thời thế tệ quá, người trung niên thất nghiệp cả một đống, thật là tội nghiệp quá. Không được, mình phải cố gắng nỗ lực, chứ không thôi già sẽ không ra hồn. Trời ơi, cô ta nói tôi trung niên bị thất nghiệp, nói tôi già mà không ra hồn kìa. Kỳ lạ thiệt nha. Sao lạ vậy, tôi nghe cỡ nào cũng chỉ nghe được suy nghĩ của phụ nữ thôi à, còn suy nghĩ đàn ông hoàn toàn không nghe được. Chẳng lẽ năng lực đặc biệt của tôi chỉ nhắm tới phụ nữ, còn đối với đàn ông thì vô hiệu, cho nên... Ôi trời ơi, sao bộ dạng như vậy, giống quỷ háo sắc quá vậy, toàn nghe lén suy nghĩ của phụ nữ không à, thật không đứng đắn chút nào. Ê, hai người đừng có cười nữa, nói hai người biết tôi là chính nhân quân tử đó, không phải là loại xấu xa, không phải biến thái nha. Kỳ lạ nha Thanh Hà, sao cậu ta chỉ nghe được suy nghĩ của các cô nóng bỏng, nhưng mà trong miếu đâu có cô nàng nóng bỏng nào. Ôi trời, tháng 7 còn chưa tới, cửa quỷ còn chưa mở, bây giờ cô xuất hiện nhát người ta rồi, có bị gì không vậy? Trời ơi, thiệt tình à. Trời ơi, không phải anh đã nói là anh có thể nghe được những suy nghĩ của các cô gái nóng bỏng sao? Cho nên bây giờ em mới thực nghiệm nè. Nhanh lên, nghe thử đi, bây giờ em đang nghĩ cái gì vậy? Ôi trời ơi, đừng mà. Nghe một chút đi mà. Đừng mà. Hôm nay tôi đã nghe cả ngày rồi, tôi mệt lắm luôn rồi. Cô để tôi nghỉ ngơi chút được không? Trời ơi, đừng có làm phiền mà. Anh cứ nghe thử một chút đi. Thanh Hà, được rồi mà. Tôi thấy cô nên cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút, đừng có làm cô ấy rối. Không được, bác gái. Em muốn anh ngay bây giờ lập tức nghe thử em đang nghĩ cái gì trong đầu. Honey,
Anh là người của em, đừng có tiếp tục trốn tránh tình yêu của em nữa. Mau lên hãy yêu em đi. Oh baby. Tôi nghe không được. À, Thủy Sơn. Thanh Hà, nè, tới đây. Hả? Vậy cho thấy Thủy không nghe được suy nghĩ của cô, chứng tỏ những cô gái nóng bỏng chính là khách hàng chuyên tập. A Hỷ, chị là chị Mỹ Phụng nè. À, chị đã đỡ cảm rồi, bây giờ chị tính qua cửa hàng nè. Không sao đâu, bây giờ chị qua đó. Được, à, được, tạm biệt. Mỹ Phụng. Thanh Vân. Anh thấy không được yên tâm cho nên mới qua coi thử. Hả? Em muốn ra ngoài sao? Anh biết rồi. Có phải là em không yên tâm chuyện cửa hàng cho nên muốn qua đó coi thử không? Mấy hôm nay không có qua bên đó, chỉ muốn qua đó phụ giúp một tay. Em qua cũng được đó. Vậy thì em mới hiểu, cửa hàng thực phẩm Nhật không có em, A Hỷ bọn họ cũng có cách sắp xếp cửa hàng đâu ra đó đàng hoàng. Vậy thì sau này không cần em phải lo lắng nữa. Hy vọng là như vậy. Hay là anh đem đến cửa hàng ha? À, không cần đâu, em tự đi được rồi. Anh cũng có công việc mà. Cái này thì em yên tâm. Bây giờ anh đang có nhiều thời gian, để em đem qua đó nghe ha. Thanh Vân, anh đừng như vậy mà. Anh cứ như vậy em thấy rất áp lực. Anh không cần dành tất cả thời gian ở bên cạnh em đâu. Anh là một ông chủ lớn, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm. Cửa hàng của em chỉ mới khai trương thôi, anh cũng nên tới ủng hộ một chút. Thôi được rồi. Đi. Di Quân, hai người không phải bạn bè tốt sao? Sao cô lại trơ mắt ra để ba mình ức hiếp Gigi? Chú đâu có ức hiếp chị tôi đâu. Cô đừng có nói lung tung mà. Cô không thấy mọi người đang cãi nhau ôm sầm mà ở đó còn châm chọc coi lửa. Anh đó. À, trời ơi, cả một đứa con gái cũng biết là anh bá đạo nữa mà. Ăn hiếp tụi nhỏ anh đúng là mất mặt quá đi. Mất mặt cái gì? Chị mới phải mất mặt đó, mới bá đạo đó. Còn dám đi nói người khác nữa. Chú à, rõ ràng là chú đang ức hiếp tụi con. Chú là ông chủ hả? Dựa vào đâu chú kêu tụi con làm công việc? Ba tôi chỉ muốn tốt cho mọi người, ông ấy đâu phải làm hại mọi người. Rốt cuộc thì mọi người vì chuyện gì mà cãi nhau tới như vậy? Nói chung tôi không thích chú ấy bá đạo như vậy đâu. Vốn dĩ là như vậy, cửa hàng chúng ta đang yên đang lành bán thực phẩm Nhật Bản, anh ta tới bán thịt hầm gì đó. Tôi bán thịt hầm thì đã làm sao? Tôi những đã người bán nói thịt rồi, hầm đây mua được biết bao nhiêu là nhà bán. Còn tự dám nói nữa lại đi bán thôi, thịt được hầm rồi. Là sao đây hả? Xin lỗi nha. Mọi người bị làm sao vậy? Bồ Tát, cuối cùng người cũng đến rồi. A Hỷ. Mọi người như vậy là sao? Có chuyện gì sao không từ từ nói? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng may là tôi tới đây. Nếu không cái cửa hàng này không biết sẽ biến thành cái kiểu gì nữa. Nói như vậy là có ý gì? Chính là con người đầu óc bị hư rồi, khổ tâm nhọc chí nói là muốn bán thịt hầm gì đó. Tôi chỉ lo lắng cửa hàng thực phẩm Nhật Bản của A Thủy Sư sẽ bị phá hết. Phá hết cái gì? Bán thịt hầm có gì là không tốt đâu hả? Bây giờ cơm thịt hầm cũng đã vào tới phủ tổng thống để mà chiêu đãi khách khứa rồi. Đầu óc mấy người không biết linh hoạt, cửa hàng này mới bị mấy người phá nát hết kìa. Chúng ta làm người lớn, đừng có làm khó tụi nhỏ có được không? Con của tôi là đệ tử đầu tiên của A Thủy Sư, nó làm sao có thể từ bỏ sở trường của mình không làm mà đi bán thịt hầm? A Hỷ, con nói có đúng không? Bởi vậy mới nói. Dù sao đi nữa, sư phụ cũng là người nổi tiếng từ ngoài Bắc, Vũ Nam càng nổi tiếng. Thầy ấy là A Thủy Sư danh tiếng mà. Em lại là truyền nhân duy nhất của thầy ấy nữa, cho nên em nhất định phải giữ gìn cửa hàng của thầy ấy. Cho nên ba, con nhất định phải nói ra hết những gì trong lòng của mình. Mình bán món thịt hầm có được không? Không được, nhất định phải bán món cơm thịt hầm. Bán thực phẩm Nhật. Cơm thịt hầm. Món ăn kiểu Nhật. Nhất định phải bán cơm thịt hầm. Món ăn kiểu cơm Nhật. Cơm thịt hầm. Cơm thịt hầm. Thôi được rồi, làm ơn đừng cãi nữa. Ở cửa hàng này, ngoài A Hỷ ra, tôi chính là người hiểu A Thủy Sư nhất. Cho nên tôi quyết định, tạm thời trước khi A Thủy Sư chưa có về đây, tất cả mọi người trong cửa hàng cứ để cho tôi làm chủ. Nếu phản đối thì giơ tay. Hỷ à, em cảm thấy như vậy có được không? Đương nhiên là tốt rồi. Chị Mỹ Phụng à, chỉ cần chị chịu giúp một tay thì mọi chuyện đã quá tốt rồi. Chị cũng biết hết tình trạng bây giờ rồi đó, cho nên là chỉ cần chị quyết định mình làm chủ thôi thì không sao hết á. Di Quân,
Vậy còn em, chị Mỹ Phụng chị quyết định là được rồi. Chú, bác, còn ý của hai người thì sao hả? Tôi không có ý kiến. Nếu như mọi người đã đồng ý rồi, vậy từ hôm nay về sau, tất cả mọi chuyện trong cửa hàng đều để tôi là người quyết định sau cùng, được không? Bây giờ chị Mỹ Phụng đột nhiên ra mặt, bây giờ phải làm sao? Chị Mỹ Phụng lúc nào làm gì cũng nhìn dì, không có nhìn người, bà đừng có lo lắng. Nhưng mà cá tính của bà mình cố chấp lắm. Mình sợ chị Mỹ Phụng và ông ấy sẽ xảy ra xung đột. Hay, bạn nghĩ nhiều quá rồi. Chị Mỹ Phụng tính tình ôn hòa như vậy, chị ấy nhất định sẽ nói nhỏ nhẹ. Chị ấy chỉ muốn giữ cửa hàng này, đợi sư phụ về thôi. Hai người các cô đúng là buồn cười. Chị Mỹ Phụng làm như vậy nhất định là có lý do của chị ấy. Hai người hai cái đầu y hệt nhau, làm sao mà kinh doanh. Bây giờ chị Mỹ Phụng ra trận nhất định là thỏa đáng. Bất luận những quyết định của cha con Di Quân là tốt hay là xấu, ít ra họ cũng chỉ muốn đổi mới thôi. Thái độ của chị Mỹ Phụng chính là không muốn bán cơm thịt hầm đó. Cho nên những người nói muốn bán cơm thịt hầm phải ra đi thôi hả? Cô Di Quân à, mặc kệ cái miệng của cổ đi. Cô ấy nói rõ ràng tới như vậy thì làm sao mình coi như không nghe được. Ghi ghi, mình lo lắm luôn đó. Không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi. Cảm ơn anh. Cửa hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm trạng của em chắc cũng bị ảnh hưởng, có đúng không? Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là cần một người đưa ra quyết định, tâm trạng để mọi người bình tĩnh trở lại. Không nên chỉ vì chuyện này mà làm sức mẻ tình cảm. Em nói đúng đó. Bây giờ cửa hàng loạn tới như vậy là do không có ai làm chủ. Bây giờ em muốn mọi người đều nghe theo em hết. Nếu như bây giờ em mà muốn đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng tới mọi người đó. Em nên suy nghĩ cho thật kỹ nha, rồi mới đưa ra quyết định, biết chưa? Đem ra mở cửa nha. Chào bác, mời bác vào trong. Bác. Trời ơi, Mỹ Phụng mà, sao sắc mặt của cô tệ tới như vậy? Trời đất ơi, nè, bác mới chưng con gà ác tìm, nhanh lên, còn rất nóng, cô mau ăn đi ha. Bác à, bác khách sáo quá, còn mang canh tới đây nữa. Trời ơi, cô đừng có nói như vậy, đây là chuyện tôi nên làm thôi mà. Trước đó tôi không có tới thăm cô, cũng không đem chuyện món ăn Nhật nói cho cô nghe, khiến cho cô tức giận tới như vậy là tôi không phải. Không có đâu bác, con đâu có tức giận, bác đừng có nghĩ nhiều quá. Tôi phải nôn nóng tới như vậy là có lý do của tôi. Chính là tôi hy vọng A Hỷ nhà chúng tôi có thể đưa cửa hàng thực phẩm Nhật Bản của A Thủy Sư làm được tốt hơn. Đừng có đi làm mấy cái chuyện không đâu đó. Những chuyện như vậy nhất định phải ngăn cản liền. Còn bằng không, tới lúc đó muốn cứu giãn cũng không thể nào cứu được đâu. Bác à, bác nói đúng đó. Chủ tịch Lâm à, cậu cũng cho là tôi nói như vậy là đúng phải không? Cô coi đó, người làm ăn đúng là người làm ăn mà. Trời ơi, mặt mày rất là đẹp trai, đầu óc lại còn rất là sáng suốt nữa. Nếu như hai người đứng về phía của tôi, vậy chúng ta cứ tiếp tục kiên trì làm như vậy, đem mấy thứ linh tinh lộn xộn toàn bộ đuổi hết đi. Như vậy cửa hàng chúng ta sẽ trở lại nguyên trạng giống như trước đây. Bác à, có chuyện gì thì mình từ từ bàn bạc đi. Bác, con thấy những vấn đề này hay là mình nên suy nghĩ một chút, thảo luận xong rồi mới tính nha bác. Mỹ Phụng à, thật là xin lỗi cô. Tôi cứ tự ý tự tiện, không bàn bạc với cô thì đã đổi thực đơn rồi. Cũng thật là quá đáng à. Nhưng mà tôi đã dùng hết tâm huyết vì chuyện làm ăn của cửa hàng mà thôi. Tôi muốn nói là thay đổi một chút trong thực đơn sẽ thu hút rất là nhiều trong việc buôn bán nè. Chú, con biết là chú cũng có ý tốt, nhưng mà lúc trước khi A Thủy Sư còn ở đây, anh ấy đã xem xét một cách toàn diện mới đưa ra quyết định bán món ăn dưỡng sinh và sản phẩm dưỡng sinh. Hay là như vậy, chú đợi A Thủy Sư về rồi mình đem ý tưởng của chú nói với anh ấy. Cô nói không phải là không đúng. Có lẽ là tôi già rồi, có tuổi rồi, theo không kịp thời đại. Tôi làm cái gì cũng bị chê hết. Tôi kiến nghị cái gì với tuổi trẻ cũng không có ai thèm nghe hết. Thôi được rồi, vậy nếu như mọi người đã chê tôi già rồi,
vô dụng rồi. Vậy thì tôi đi thôi, cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa đâu. Chú đừng kích động mà. Có chuyện gì mình cứ từ từ bàn bạc đi. Phải đó, không có ai đuổi chú đi đâu, chú đừng có hiểu lầm. Cô không đuổi tôi, vậy ý của cô là tôi không cần phải đi hả? Hai người họ, người nào người đấy, đều rất là ghê gớm. Thực ra em cũng không cần phải lo như vậy. Lúc nãy em cũng đã nói rõ ràng lắm rồi. Em muốn lưu giữ lại cách nghĩ của A Thủy Sư. Em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa yên tâm. Nghe hai người họ nói như vậy, em cảm thấy khi họ về cửa hàng sẽ lại cãi nữa. Em coi kìa, hai người họ từng người một đều đem canh tới đây để mà nịnh em. Cho dù là em ủng hộ A Hỷ, chú Tiến Tài cũng không có buông tha em. Chỉ vì con gái của mình, chú ấy nhất định sẽ đi kiếm mẹ A Hỷ để mà gây sự đó. Nếu như họ cứ tiếp tục cãi nhau, khách khứa làm sao mà tới? Không được, em phải ghé qua cửa hàng coi mới được. Ê, khoan đã. Sức khỏe của em còn chưa hồi phục mà. Em đáng ra phải ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Không được đâu, nếu họ cứ tiếp tục như vậy, lỡ A Thủy Sư mà về, em biết ăn nói sao với anh ấy. Anh biết em lo lắng chuyện ở trong cửa hàng, nhưng mà dục tốc thì bất đạt. Nên bây giờ là phải để A Hỷ và Di Quân đối diện mọi chuyện, hai người họ mới có thể trưởng thành được. Nếu em cứ tiếp tục lo mọi chuyện, ngược lại sẽ còn khó thu xếp hơn đó biết chưa. Ý của anh là tùy cơ ứng biến. Ừ, đúng vậy đó. Cứ đợi đến khi mọi chuyện không thể thu xếp được nữa thì mình mới ra tay chưa muộn. Ừ? Được rồi. A Thủy Sư à, bây giờ anh nghe được trong lòng của em đang nghĩ cái gì chưa? Tôi không muốn nghe nữa. Cô toàn nói bậy bạ không rồi, tôi không muốn nghe. Đâu có, em chỉ muốn nói là anh có muốn ăn đùi gà hay không. Không cần, tôi không muốn ăn đâu. Anh không ăn thì thôi, em ăn một mình. Nó mập như vậy rồi mà ăn suốt ngày luôn, thiệt tình cô không sợ mập chết hả? Anh không cần phải lo, em đã có biện pháp rồi. Tinh tinh, thực phẩm chức năng. Sau khi uống 2 viên, cho dù mình ăn bao nhiêu thức ăn dầu mỡ cũng có thể ngăn tích tụ mỡ, hỗ trợ tuần hoàn. Cũng quảng cáo dữ vậy trời. Đương nhiên rồi. Ê, được rồi, hai cô cậu đừng có giỡn nữa, bàn chuyện chính sự vẫn quan trọng hơn. Bàn chuyện chính sự, chị lại muốn làm gì nữa đây? Tôi hả? Nè, để cậu thử chút nha, coi cậu có cách nào biết được trong lòng con chó này đang nghĩ gì hay không. Nghe tâm sự của chó hả? Chị coi tôi là cái gì, coi tôi như món đồ chơi. Trời ơi, A Thủy Sư, anh không nghĩ thử coi, biết đâu anh có thể nghe được nó đang nghĩ cái gì. Phải đó nè. Ôi trời ơi, con chó này sao mày đáng yêu tới như vậy mà lại gặp phải một người lòng dạ đen tối vậy? Ôi trời ơi, toàn lợi dụng mày, thiệt là tội nghiệp quá vậy. Thử hỏi sao mà sống cho nổi, đúng là thê thảm. Nè, cậu nói ai là người lòng dạ đen tối là nói tôi đó hả? Đâu có, tôi đâu có nói mấy người. Ôi trời, nãy giờ không để ý, con chó sao mà ốm nhách như vậy? Ồ, tôi biết rồi, nó nhất định là bị một người phụ nữ to béo giành hết thức ăn của nó rồi cho nên nó mới ốm như vậy. Tội nghiệp quá luôn, đúng là tội nghiệp. Bác gái, anh ấy mới nói một người phụ nữ mập, hình như là nói con. Phải đó. Ê trời ơi, đúng là cậu ấy đang đối kháng với chúng ta mà. À Thủy Sư, anh rốt cuộc có nghe được suy nghĩ của con chó đó hay không? Hai người đúng thực là một kẻ ngốc nghếch, một kẻ ngu đần mà. Được rồi, coi như là tôi thật sự nghe được đi. Nhưng tôi nói đại dài câu với mấy người, vậy hai người có biết tôi nói thật hay là nói dối hay không đây? Tôi sẽ hỏi nó. Vậy cô hỏi đi. Cô có thật sự nghe được không? Đấy rồi. Ấy, tôi nghe tiếng chó nói chuyện nè. Nó nói gì? Nó nói là ở trong một cái miếu trang nghiêm như vậy, tại sao lại có một con khỉ thành tinh và một con heo thành tinh. Nó nói nó sợ lắm luôn. Trời ơi, sao mà thê thảm dữ vậy trời. Là ai nói muốn đưa chó tới chỗ này? Ê trời, ban ngày cũng ngủ, tối tới cũng ngủ, bất cứ lúc nào cũng ngủ như con heo vậy.
cũng không chịu chú tâm niệm kinh. Đương nhiên có lúc linh có lúc không linh rồi. Bác gái à, để anh ấy ngủ đừng có làm ồn. Bây giờ đâu gọi là ồn, bây giờ gọi là dù tên lửa có bay ngang cậu ta cũng không thức đâu. Ôi trời, chỉ là không biết tại sao lại mệt như vậy. Hay là mình bắt anh ấy làm thí nghiệm nhiều quá cho nên mệt, nên mới ngủ tới như vậy. Bác gái à, thí nghiệm của chúng ta có nên ngưng lại chút không? Không được đâu, còn rất nhiều thí nghiệm còn chưa làm nữa. Chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất, coi cậu ấy rốt cuộc tại sao có khi cậu ấy không nghe được, để mình giúp cậu ấy cởi bỏ nó. Con thật sự cũng rất là muốn biết, nhưng mà nhìn thấy anh ấy ngủ thấy thương quá, con không nỡ kêu anh ấy dậy. Nè bác coi, anh ấy ngủ đáng yêu ghê chứ. Làm ơn đi, đừng ở đó ngắm nghía nữa. Lúc nãy chủ tịch Trang gọi điện tới, nói là sẽ dẫn người tới hỏi chuyện. Tiền chợ búa tuần này là phải nhờ chuyện này. Kêu cô ấy dậy mau đi. Ồ. Cô lại tới tìm tôi hả? Mỹ Phụng, cô thật sự rất xinh đẹp. Lần này tôi vừa mới gọi cô là gì? Tôi vừa mới gọi tên cô đúng không? Sao tôi vừa mới kêu lại lập tức quên rồi? Xin lỗi nha, cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không? Hả? Người đâu rồi? Anh nè, cô còn chưa nói tôi biết cô tên là gì mà. Hả? Tôi rất là nhớ cô đó. Hả? Mỹ Phụng à? Mỹ Phụng? Đúng, chính là Mỹ Phụng. Mỹ Phụng, Mỹ Phụng, Mỹ Phụng. Hả? Mỹ Phụng. Hả? Mỹ Phụng. Hả? Tất cả mọi chuyện anh đều không nhớ, cả em anh cũng không nhớ, vậy mà vẫn cứ nhớ Mỹ Phụng. Đúng là quá đáng mà. Anh thức dậy cho tôi. Anh thức dậy, thức dậy, mau thức dậy. Nè, tôi đang nói chuyện với tiên nữ đó mà, cô kêu tôi trở về làm gì? Khoan, bây giờ những lúc này vẫn còn kịp đó, mau chạy qua bên đó, có thể sẽ gặp được tiên nữ đó. Hả? Ngủ cái đầu của anh đó. Em nói cho anh biết, em không cho anh nghĩ tới kẻ thứ ba đó. Cô ta từng ly hôn, còn dây dưa với một người đàn ông khác, bây giờ lại là anh. Cô ta là cái thứ gió chiều nào theo chiều đó. Cô ta đang đùa giỡn với tình cảm của anh. Bây giờ cô đang nói bậy bạ gì đó hả? Tôi nói cô biết nha, nếu cô cứ phá hoại danh dự của tiên nữ đó, tôi trở mặt với cô luôn. Em nói với anh là sự thật, cô ta là hồ ly tinh. Đây là chuyện quan trọng cho nên em phải nhắc tới 3 lần. Cô ta không yêu anh, cô ta không yêu anh, cô ta không yêu anh. Cô ấy yêu tôi, cô ấy rất yêu tôi, rất là yêu tôi đó. Cô không biết mối quan hệ của tôi với cô ấy, cô dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Mặc kệ cô đó. Kỳ lạ, tại sao cả thế giới trở nên yên lặng như vậy? Anh đã mất hết trí nhớ rồi, sao vẫn còn nhớ Mỹ Phụng, cái con đàn bà đó? Sao mình lại nói tên của Mỹ Phụng ra rồi? Như vậy A Thủy Sư có phải đã nghe thấy được không? Tại sao suy nghĩ cô Harry này mình hoàn toàn không nghe thấy gì? Cô, Em làm sao? Em làm sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn phá hoại danh dự của tiên nữ của tôi nữa thì tôi liều mạng với cô luôn đó. Kỳ lạ, anh ấy không nghe được mình kêu tên của Hồng Mỹ Phụng. Hồng Mỹ Phụng, Hồng Mỹ Phụng, Hồng Mỹ Phụng. Còn nữa nha, hai người chúng ta từ đầu tới giờ chưa từng có mối quan hệ nam nữ, cho nên làm ơn sau này không được kêu nàng tiên nữ đó là kẻ thứ ba, có biết chưa? A Thủy Sư, lúc nãy anh không nghe thấy em nghĩ gì sao? Không có, lúc nãy cô nghĩ gì chứ? Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu. Không có nghĩ gì thì hỏi làm gì? Đúng là không sao hiểu nổi à, thiệt tình à. Ủa tại sao tôi phải đi vậy? Đây là phòng của tôi mà, hai người mới phải đi đó. Mời hai người ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài giùm đi, ra ngoài giùm đi. Vẫn còn ngồi. Trời ơi, tôi bị cô hại chết rồi. Tôi vốn gì đã nhớ ra nàng tiên nữ của tôi tên gì rồi, bây giờ hoàn toàn quên hết luôn. Trời ơi.
Kỳ lạ, người mà hai người họ nhắc mình thật ra đâu có quen biết. Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy hai người họ nói Mỹ Phụng cái tên này hình như rất là quen? Chẳng lẽ lúc trước mình và Thủy Không đã từng quen biết? Không thể nào, mình không có chút ấn tượng gì hết. Con xin thề, sau này con sẽ không làm bánh nữa. Nếu không, ông trời sẽ không dung thứ cho con. Ơi trời ơi, ông trời ơi, làm ơn. Nếu như ông muốn khiến tôi mất trí nhớ, hãy cho tôi cái gì cũng không nhớ. Còn nếu ông muốn tôi hồi phục trí nhớ, hãy cho tôi nhớ lại toàn bộ đi. Ông cứ cho tôi lúc thì nhớ, lúc thì không. Như vậy tôi rất khổ sở đó, ông biết không? Trọng Nương à, cô đừng nên thấy ngôi miếu này nhỏ nha. Nhỏ thì quy theo nhỏ, ở đây thật sự vô cùng linh thiêng. Đặc biệt chỗ này có Thủy Không Đại Sư, ông ấy ở trong lòng của tôi cũng giống như là một vị thần tiên sống vậy đó. Hả? Mối làm ăn tới. Ơ, không không sư tỷ. Chào bà, chào bà. À, vị này là... À, để tôi giới thiệu cho, đây là vợ của chủ tịch Trần, người bạn tốt của tôi, Đổng Nương. Còn đây là không không sư tỷ. À, hôm nay Đổng Nương á có chút việc, muốn đến đây nhờ Thủy Không Đại Sư giúp cho cô ấy khai thị. À, thì ra là vậy. À, Thủy Không Đại Sư đang ở trong đền thờ tu luyện. À, chắc cũng sắp xong rồi. À, hay là vậy đi, mọi người ở đây chờ một chút ha, tôi vào trong mời Thủy Không ra. Làm phiền, làm phiền, làm phiền, làm phiền, làm phiền. Làm phiền. Bên này, bên này. À, xin mời, xin mời. À, Thủy Không Đại Sư, chào ông. Ờ. À, Đổng Nương à. Hả? Tôi nói cho cô nghe, tôi chúc mừng cô trước. Có thể được gặp mặt Thủy Không Đại Sư thật sự là may mắn của cô đó. Tôi thẳng thắn nói cô biết nha, lúc trước nếu không nhờ Thủy Không Đại Sư chỉ dẫn cho tôi á, tôi đã bị người ta hãm hại rồi. Anh bị hãm hại sao? Phải đó. Là nhờ tiên nhân nhảy ra đó. Cậu không thể nói dễ nghe hơn được hả? Tiên nhân dẫn đường ông ấy tới đây á. Vậy thì còn thảm được. Không phải, vì con người chú Tịch Trang quá tốt, với lại là giúp đỡ miếu của chúng tôi rất là nhiều, cho nên được tổ tiên của ông ấy che chở mới đưa ông ấy tới đây để được Thủy Không Đại Sư trừ họa giải hại. Đúng vậy, đúng vậy. Điều này thì tôi biết, chú Tịch Trang cũng đã nói cho tôi nghe. Anh ấy kêu tôi nhất định phải tới đây, giống như nếu tôi mà không tới một chuyến sẽ hối hận cả một đời. Cho nên hôm nay tôi cố tình đến đây là muốn tiếp nhận sự chỉ dẫn của Thủy Không Đại Sư. Vậy là phải rồi đó. Nè 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 nè, mời ngồi. Mời ngồi, mời ngồi. Đây, mời ngồi, mời ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Đổng Nương à, tôi nói cô nghe, cô cứ im lặng ngồi ở đây, không cần mở miệng, dùng đầu óc của cô suy nghĩ. Còn có vấn đề về sự nghiệp, gia đình, vợ chồng, con cái, những vấn đề phiền muộn, Thủy Không Đại Sư sẽ đem những vấn đề và phiền phức của cô một lần giải quyết hết, giải quyết đâu ra đó đàng hoàng êm đẹp cho cô. Cái này à, tôi còn chưa mở miệng nói nữa, cô coi, chủ tịch Trang đã đem những ưu điểm của Thủy Không Đại Sư toàn bộ nói ra hết. Nếu như là vậy, hôm nay tôi đã tới đúng chỗ rồi. Mọi người ở đây nếu có thể giải quyết vấn đề của tôi thì sau này những ngôi miếu khác tôi đều sẽ không đi, chỉ tới chỗ này thôi. Tới đây là tốt, tới đây là tốt. À, Đổng Nương, cô không những có khí chất cao sang lại còn xinh đẹp, điều quan trọng nhất là cô rất thông minh. À, vậy thì mọi người muốn bắt đầu chưa? À, cái này Thủy Không Đại Sư à, vị tín đồ này tại vì trong nhà cô ấy có rất nhiều chuyện không thể giải quyết, cho nên nhờ Thủy Không Đại Sư chỉ dẫn cho cô ấy. Ồ, phải. Ồ. Sao không có âm thanh gì hết trơn vậy? À, xin Thủy Không Đại Sư chỉ dẫn cho. Cái đó thì... Ê, bổn đại sư cho là vị nữ thí chủ này, cái này không sợ không lo,
tâm trạng cực kỳ là bình lặng. Nhưng mà nè, thật ra cô có vấn đề gì muốn hỏi sao? Cái này, ý của Thủy Không Đại Sư muốn nói là Đống Nương có phần số rất là phú quý, cả đời vui vẻ an lạc, không sầu không lo. Thủy Không Đại Sư, ông đang nói giỡn với tôi sao? Nếu tôi thật sự không sầu không lo thì tôi đâu cần phải tới đây hỏi chuyện đâu. Đống Nương mà. Thủy Không Đại Sư, Đống Nương chính vì gặp phải khó khăn không thể nào tháo được nút thắt đó nên mới nhờ tôi đưa cô ấy tới. Cầu xin Thủy Không Đại Sư coi cẩn thận lại một chút. Làm ơn. Bà chú Tạch Tạch, tôi biết rồi. Chắc là bà tới đây để hỏi chuyện của vợ bé có đúng vậy không? Dạo này chồng bà thường xuyên không về nhà ngủ có đúng vậy không? Nè, làm ơn đi có được không? Bà chủ tịch với ông chủ tịch hai người thương yêu nhau lắm đó. Cô không biết thì đừng có nói tầm bậy, làm ơn đi mà. Vậy không phải là tình cảm, chắc chắn là sự nghiệp rồi ha, đúng vậy không ha? Không phải đâu, sự nghiệp của bà chủ tịch lớn lắm. Sai hết rồi, tôi muốn hỏi chuyện của con gái tôi. Chỗ của các người dở tệ quá. Con gái thì hỏi chuyện tình duyên rồi, chắc là chưa lấy chồng. Bà chủ tịch, bà hỏi điều này là đúng chỗ rồi. Thủy Không Đại Sư đối với vấn đề hôn nhân rất là chuyên nghiệp. Ông ấy chỉ cần dùng chỉ hồng cột cho con gái của bà là sẽ có số đào hoa liền. Bây giờ tôi đi lấy chỉ hồng ha. Con gái của tôi đã lấy chồng lâu rồi. Tôi tới hỏi coi chừng nào nó có con. Các người thì không biết đang dở trò gì nữa. Sanh con thì đơn giản thôi mà. Sanh con thì Thủy Không Đại Sư chỉ cần nói với chúa sanh nương nương một câu. Khỏi đi, uổng phí thời gian của tôi. Chủ tịch Trang, có tôi. Chỉ vì tôi tin anh mới theo anh tới cái chỗ này. Vậy mà anh giới thiệu ông Thủy Không Đại Sư này rõ ràng là đại sư lừa đảo mà. Đổng Đương à, chuyện này có lẽ là do Thái Tuế Gia chưa có giáng lâm đó, cho nên mới bị như vậy thôi. Ngày trước tôi coi ở đây chuẩn xác luôn đó nghe. Chuẩn xác? Tôi nghĩ bọn họ chỉ là đoán mò mà thôi. Trời. Đoán không ra còn trù rủa tình cảm của vợ chồng tôi nữa. Anh nói ông ta giỏi lắm. Rõ ràng chỉ biết đoán mò, hèn chi trốn ở trong cái miếu cũ này. Ông ta chính là kẻ lừa đảo, chuyên môn gạt tiền gạt tình của người ta chứ gì. Không. Nè, bà đừng có nói bậy nha. Bạn trai tôi không phải là đồ lừa đảo. Bạn trai của cô sao? Không, ý nó nói Thủy Không Đại Sư là bạn trai của bạn trai nó, không phải là bạn của bạn trai nó đâu. Thôi đủ rồi, nói tới chỗ này của các người từ đầu tới giờ không chút bình thường. May mà tôi không bị các người dối gạt, nếu không thì gia đình đang êm ấm của tôi chắc bị các người phá vỡ hết. Bà chủ tịch xin lỗi nha, vì mấy ngày nay Thủy Không Đại Sư ông ấy đang bị cảm cúm cho nên mới coi không được chuẩn xác. Thôi, chờ khi nào sức khỏe của đại sư bình phục thì sẽ tuyệt đối không còn vấn đề. Cho nên hôm khác phiền bà đi thêm lần nữa ha, đưa không? phải đâu, Đổng Nương à. Vì Thủy Không Đại Sư cũng là con người, cảm cúm là chuyện bình thường mà, phải không? phải đó, hẹn chi hôm nay đại sư ít nói quá. Hôm khác hả? Tôi không có rảnh làm vật thí nghiệm đâu ha. Nghe nói ông ta thần thông dữ lắm. Nếu ông ta thật sự giỏi, tại sao bản thân bị cảm cúm mà cũng không đoán ra được? Thủy Không Đại Sư, xin lỗi. Đổng Nương à. Ê, trời ơi, trời mừng quá. Trời anh yêu, anh có bị sao không vậy? Có bị sao đâu. Tôi thấy vui mừng quá. Trong thời gian này hôm nay là thoải mái nhất luôn. Very good. Đâu có bị ấm đầu đâu. Nè, lúc nãy em với bác gái lo lắng quá trời, còn anh thì bình chân như vậy. Có gì mà hai người lo lắng chứ. Bây giờ tôi thấy thoải mái quá trời. Bởi vì bây giờ tôi không còn nghe thấy tiếng gì hết. Tôi đang cảm thấy yên tĩnh vô cùng, thoải mái vô cùng, vui sướng vô cùng. Nếu mà như vậy, nên ra ngoài đi dạo một vòng chứ. Đi thôi. Đứng lại. Bác à, bây giờ anh ấy không nghe thấy tiếng lòng của ai hết. Vậy bây giờ phải làm sao? Không được, chúng ta phải ra ngoài thử nghiệm. Được. Đi. Nè, muốn thử nghiệm gì? Nè. Theo nè. Em ra ngoài. Ê, thì trời, biết thôi. Cứu tôi với. Nghe thử coi. Nghe được không? Không nghe được. Nghe lại thử coi nè. Nghe được không? Không nghe được.
Hí, vẫn không nghe được luôn nè. Tôi nói hai người nghe nghe tôi bình thường lại rồi đó. Ê, người đẹp ơi, tôi không phải là dê sồn đâu. Tôi chỉ muốn nghe tiếng lòng của cô thôi. Nhanh lên, cô muốn chửi tôi đi. Cứ chửi đi, Bỏ lên, bỏ lên. Ôi trời, không nghe, thật sự không nghe. Thật sự không còn nghe gì nữa luôn. Tôi hoàn toàn thấy yên tĩnh, thoải mái lắm đó. Những người bình thường hoàn toàn không thể biết được bình thường sung sướng tới cỡ nào, không nghe thấy vui mừng tới mức nào đâu. Nói các người nghe nghe. Vui mừng quá trời luôn. Bye bye. Bác à, có phải không vậy bác? Hôm qua nãy còn nghe được chúng ta đang nghĩ gì mà hôm nay không nghe thấy nữa. Ê, có phải đang gạt mình không? Tôi cũng không biết Thủy Không đang nghĩ gì. Có lẽ cậu ta không nghe được tiếng lòng của người khác thì. Hey. Thì không đánh mất một ông thần tài. Lạ thật, sao khi không A Thủy Sư lại mất linh như vậy chứ? Hay là cậu ta giả bộ? Theo như con hiểu anh ấy thì anh ấy không phải là giả bộ. Nhưng mà con nghĩ hoài không ra, rốt cuộc là vì sao anh ấy lại mất hết công lực? Trước đây cậu ấy ở trong phòng, đâu có đi ra ngoài. Hay là lúc cậu ấy ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì rồi? À, không có, lúc con ở đó anh ấy vẫn bình thường mà. Hai người làm gì ở trong phòng? Bác à, thì con trò chuyện uống trà, con cũng làm giống như bác vậy thôi. Cô nói rồi nha, hai người là một đôi đang yêu mà. Đã là yêu nhau thì cũng có gì đó chứ. Này làm ơn, ở đây là Phật môn thánh địa đó, sao hai đứa lại có thể? Nếu hai đứa thật sự làm cái chuyện, tôi nói cho cô biết, Thần Linh sẽ nổi giận đó. Bác à, bác quá đa nghi rồi. Đúng là con rất muốn cùng với A Thủy Sư. Làm gì? Ý của con muốn nói là mỗi lần con tới gần anh ấy một chút á, thì anh ấy chạy giống như bay vậy, làm con quê gần chết, làm như con không có sức cuốn hút quyến rũ. Vậy thì may quá. Hả? Rõ ràng là vậy mà. Bác à, hay là A Thủy Sư bị gặp ma? Hey, ở đây là miếu đó, là nơi ở của thần linh, mấy thứ đó làm sao mà dám vô đây? Con chỉ đoán đại vậy thôi mà. Tuy là thật sự tôi ở cạnh căn phòng của A Thủy Sư, nhưng mà tiếng ngáy của cậu ấy lớn lắm rồi nha, đứng ngoài hẻm cũng nghe thấy. Cho nên mỗi lần tôi sắp đi ngủ mà nghe thấy tiếng ngáy cậu ấy thì tôi có thể chắc chắn không có xảy ra chuyện gì khác. Nếu theo như lời bác nói, vậy thì vấn đề bắt nguồn từ đâu? Vậy thì lần cuối cùng cậu ấy nghe được tiếng nói ở trong lòng cô là khi nào vậy? Lúc sáng nay con gọi anh ấy thức dậy đó. Con nhớ ra rồi. Chuyện gì? Lúc sáng nay con gọi anh ấy dậy, đúng lúc anh ấy đang nằm mơ. Lúc nằm mơ anh ấy gọi tên của con nhỏ Bồ Nhí đó. Con nghe thấy tức giận quá cho nên con chửi anh ấy. Con nói là anh có lỗi với em đó, sao dám gọi tên Bồ Nhí hả? Rồi sau đó anh ấy không thèm nghe lời của con, cho nên con nói nhất định anh suy nghĩ ban ngày ban đêm nằm mơ, vậy đủ cho thấy thật sự là anh đang... Rồi cô vô đề chính đi. Ý cô nói là nó gọi tên Mỹ Phụng hả? Sau đó thì sao? Rồi sau đó hả? Cô ấy không có yêu anh. Cô ấy không có yêu anh. Không yêu anh. Cô rất yêu tôi. Cô rất yêu tôi. Cô rất yêu tôi. Cô không biết quan hệ của tôi với cô thì lấy cái gì mà nói chứ? Tức chết mà. Không thèm nói với cô nữa. Tôi nghĩ ra rồi. Ngay lúc đó cô hỏi cậu ấy cô nghe thấy tiếng nói trong lòng không, nhưng rồi cậu ấy hỏi lại cô rằng cô có nghe thấy tiếng lòng cậu ấy không. Nói vậy không lẽ sinh khí không linh nữa. Vậy lúc Thủy Không nóng giận thì không nghe thấy tiếng lòng của người khác. Phải rồi, giận là không nghe được nữa. Nhưng mà đây là mình đoán thôi, chưa chắc là đúng. Chưa qua thử nghiệm
ai mà biết thật hay giả. À, con đã có cách rồi. Ừ. Thật không hiểu nổi bà không công tỷ tỷ này, không hiểu sao cứ thích làm bánh mì, suốt ngày cứ ép mình ăn bánh mì bánh mì, nhất là ép mình ăn bánh mì dứa. Cũng may mà tôi còn có món chuối yêu thích ở đây, nếu không hàng ngày phải ăn bánh mì dứa của bà chắc mình sẽ biến thành quả dứa khổng lồ luôn. Sẵn sàng chưa? Xong hết rồi, vào đây. Xong rồi đó, xong rồi. Anh yêu. Yêu quái tới rồi. Vô đi. Anh yêu, chắc là anh đói bụng rồi. Nè nè nè, em có nấu món canh dinh dưỡng giảm cân cho anh uống nè. Đề nghị nhìn lại dáng người của mình trước đi, rốt cuộc là người nào cần giảm cân đi. Cô tự uống đi ha. Ai, trời ơi, nhưng mà em đặc biệt nấu cho anh uống mà. Thì anh cứ uống đi ha. Tôi nói cô nghe nè, cho dù là nấu thức ăn hay là nấu canh, quan trọng nhất là phải đầy đủ hương sắc vị, nhìn là biết không ngon rồi. Ngửi thử, không có thơm. Thất bại, tôi không uống. Thì tại vì em không biết là phải bỏ thêm vị gì mới ngon. Mà anh uống thử giùm em coi, tôi phải thêm cái gì nữa canh mới ngon ha. Canh giảm cân đâu cần phải ngon, nó chỉ cần dùng để giảm cân thôi, có phải vậy không? Nếu ngon quá, đáng lẽ chỉ uống một chén thôi, người ta uống 10 chén luôn, làm sao giảm cân đây? Thôi. Nhưng mà canh đâu có dở tệ quá mức đâu, có đúng vậy không? Nếu như canh dở tệ quá thì sẽ đi ăn đồ ăn ngon khác, cũng vậy thôi mà. Trời ơi, làm ơn đi, anh uống thử một ngụm đi ha. Uống đi, uống đi. Ở trong tô canh này có thuốc sổ đó, nó sẽ cho anh chạy tới phải kêu trời than đất. Được rồi, đưa đây đi. Ơi, khoan đã. Cô làm gì á? Đột nhiên em nghĩ ra phải bỏ thêm một thứ nữa. Thôi khỏi đi, tô canh này dù cô có bỏ thêm cái gì vô cũng không có ngon được đâu. Đưa đây, thiệt. Cô làm sao vậy?